hơn 400 linh mục và nữ tu Ấn Độ chết vì COVID-19. Ít nhất 400 linh mục và nữ tu đã chết ở Ấn Độ do COVID-19. Phần lớn trong số họ chết trong thời kỳ cao điểm của đợt lây nhiễm thứ hai tàn phá nước này vào tháng 4 và tháng 5. Con số ảm đạm này được cung cấp bởi cha Suresh Mathew, linh mục dòng Cappuccino, biên tập viên của tạp chí Công giáo Indian Currents. Cha Mathew đã tổng hợp danh sách các linh mục và nữ tu đã chết trong đại dịch. Tính đến thứ Bảy 29 tháng 5, 205 linh mục và 210 nữ tu đã chết vì COVID-19, tăng tổng số lên 415. Con số có thể cao hơn vì một số tử vong không được báo cáo. Danh sách đã bao gồm 3 giám mục: Đức Nguyên Tổng Giám mục Anthony Anandaraya của Pondicherry, Kuddalore, và Đức cha Bansin Buriya của giáo phận Chabu, lần lượt qua đời vào ngày 3 và ngày 5 tháng 5. Đức cha Joseph Pastor Nilankavin, nguyên giám mục của Sagar theo nghi lễ Siro Malabar, qua đời vào ngày 17 tháng 2 năm nay. Cha Matthew cho biết sở dĩ con số cao như vậy, đặc biệt là các nữ tu, là do họ làm việc ở những vùng sâu vùng xa, nơi không có các cơ sở y tế hoặc hệ thống y tế không đầy đủ. Số linh mục và nữ tu qua đời thuộc 98 giáo phận ở 106 hội dòng. Mặc dù có nguy cơ bị lây nhiễm, các linh mục và nữ tu vẫn tiếp tục nỗ lực xoa dịu nỗi thương đau cho các nạn nhân của đại dịch. Nhiều giáo phận và hội dòng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện điều trị cho các nạn nhân COVID-19. Cha khẳng định con số tử vong có thể còn cao hơn vì điều kiện tiếp cận và đưa bệnh nhân đến được bệnh viện quá trễ. Tuy nhiên, cha Matthew nhìn những con số đáng buồn này dưới ánh sáng của đức tin. Cha nói, chúng tôi nhìn vào những người chết do COVID và chấp nhận như thánh ý Chúa. Những người chết trong khi thi hành sứ vụ xứng đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, hiện đang gánh chịu một sự tàn phá tệ hại nhất của đại dịch, dẫn đầu về số ca nhiễm và số người chết hàng ngày. Trong tháng 5, Ấn Độ đã ghi nhận số người chết vì COVID cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu từ năm ngoái. Chỉ khoảng 3% trong số 1,3 tỷ người của đất nước đã được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ thấp nhất trong 10 quốc gia có nhiều ca bệnh nhất.